Trường đại học có ba mặt giáp biển tại Việt Nam, đẹp như resort với view triệu đô, sinh viên lên giảng đường như đi nghỉ dưỡng. Tọa lạc trên khu đồi La San thuộc phường Vĩnh Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Đại học Nha Trang có ba mặt hướng biển. Từ những dãy phòng học, sinh viên sẽ có view triệu đô nhìn ra khu du lịch Hòn Trồng hay bao quát cả bờ biển Nha Trang. Hiện giá đất có view tương tự trên mặt tiền đường Phạm Văn Đồng, ngay cạnh trường có giá thấp nhất là 130 triệu đồng một mét vuông. Ngoài gió biển và khí hậu nhiệt đới mát mẻ quanh năm, khuôn viên trường Đại học Nha Trang còn ngập bóng mát cổ thụ như là xà cừ, me tây, bàng, bằng lăng, liễu. Chúng tạo nên khung cảnh nên thơ, không thua kém những ngọn đồi trên Đà Lạt. Khuôn viên trường rộng, rợp bóng cây xanh, những bóng cây đan xen với những ngôi nhà cổ kính tạo nên một khung cảnh nhuốm màu cổ tích. Nổi bật nhất là giảng đường G3 với hình dáng con thuyền độc đáo, được sinh viên và giảng viên gọi yêu là con thuyền nổi trên đồi La San. Trường cũng sở hữu một bảo tàng thủy sinh ngay trong khuôn viên để trưng bày mẫu vật. Nơi đây mở cửa cho công chúng tham quan vào thứ ba hàng tuần và thường cung cấp mẫu vật phục vụ nghiên cứu cho Viện Hải dương học Nha Trang. Có phong cảnh đẹp là vậy, nhưng học phí của Đại học Nha Trang lại vô cùng hà rẻ, chỉ 5-6 triệu đồng một học kỳ cho chương trình chuẩn và 10-12 triệu đồng một học kỳ cho chương trình song ngữ Anh Việt mà thôi. Trường Đại học Nha Trang hiện đứng thứ 58 trong top 100 cơ sở giáo dục đáng học nhất Việt Nam. Mời đến! Mời đến! Các bạn thấy sao về ngôi trường này? Nếu có cơ hội, bạn có muốn được làm sinh viên ở nơi đây hay không? Chia sẻ cùng 8TV cũng như tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức thú vị nhé!